Son Mark Per Zip. Quân đội bạn cho Son Mark C Persian và Egypt. Và đây là pan của chim sẻ. Và quả đôi. Quả đôi dành cho pan. Bãi quả gọi là phải đóng 2 VG. Thậm chí mặt kia không đóng được VG luôn. Màn hình máy của Chip Boy. Và đây mới gọi là quả đôi. À cũng phải 2 VG. Greg Truy Mạnh cũng thông báo về là quả đôi à? Đâu? Thay thông báo láo. Và lô 1 Seng. Bên mình Seng Pan ra. Và Gách. Ô lô 1 Seng nó lại ở vị trí xấu nhá. Quân cân đấy. Các bạn cũng có Pơ, có Mark. Vâng, cái thế của lô 1 là một thế đánh cung cực kỳ nguy hiểm đấy, chả đùa đâu. Về quân thì nhìn là có vẻ tươi dành cho đội tuyển Game TV, nhưng các bạn có thể thấy được sắp xếp là hơi xấu. Sắp xếp không đẹp. Em không biết. Exeter chứ. Exeter. Exeter. Xe đi trẻ. Xe trẻ. Xe này là trẻ. Xe tay côn. Có côn tay, có số gậy. Ngày trước em đi X đỏ 2015. Lớp 1 báo về Persian mùa 3 của game thủ xi măng là người ở đầu cánh. Bài lớp 1 cũng không phải là quá đẹp. Thế là trồng chiêng. Trận đấu này quân đội bạn cũng không xấu. Các bạn hãy lên nhớ một điều như thế. Quân nó không phải 1-11 tịt mà chỉ là 1-11-8 thôi. Có Seng, có Pan, có IA thì đương nhiên là thấy là rất là đẹp rồi. Nhưng đội bạn cũng là Per và Maxi, Mark Per Zip. Đấy. Seng, IA, Pan. Cứ cho là cân với Per, Mark, Zip đi. Còn cho Son, Greg thì cân nhau. Sáu tám sáu sáu ba nhà 6%, nhà 7%. Mark 26 dân thì không biết là đánh cái gì đây. Egypt 6 giờ quay luôn. Chi Mạnh và Chip Boy. Hai nhà đánh chết đi. Nó thủ phù được làm mệt. Để Egypt thủ phù được là cân đôi đấy. À cung á. Đảo qua mình máy của game thủ Chip Boy. Vâng, màu 4 bi bé bỏng là người kẹp xăm. Gặp bi thì lên là hai nhà quay cháy hơn. Máy máy của game thủ Chip Mệnh. 25 dân. Kích đời rồi, cắt dân ăn vàng. Hai nhà quay là đẹp nhất.
bởi vì Bi là một gọi là một trong những game thủ phải hai nhà chăm sóc thì nó mới ổn, thì Bi là mới thích đấy. Dân kìa, phịch đi, phịch luôn. Quay Bi, cứ Bi mà quay. L2 chuẩn bị đủ gỗ cái đóng ngay, phi thẳng hai dân vào nhà nó. Như vậy là Mark gần với nhà của Chip Boy, xong phi thẳng vào trong và đóng em. Đấy, hốc đây này. Rút hết vào hốc rồi. K cộng luôn nha em nhá. Ôm bằng chết luôn đấy. Phải ôm bằng chết BB. Không dùng bi nó đẻ trứng. Ai cho màu 700 gỗ nào? Đóng ca luôn đi. Mang dân về ăn gỗ đi. Vẫn phải khi màu mà BB chết thì mới yên tâm được. Bi lên 3 cũng cực kỳ sớm, không phải muộn. Đang là 2L đều vắt để đi. Đóng ca luôn ở đấy đi em. Bi đã bắt đầu có bánh xe rồi. Kể cả đã đổi mạng mệnh với mạng của Bi thì tôi vẫn thấy nãi. Đấy, tuyên bố câu xanh dần như vậy. Vâng, 7E rất tốt. Hay lắm em ơi. Chim sẻ thì Pamidan 20 rồi. Bị Greg và bị cho son của Yugi Dami luôn rồi. Cánh bên kia như thế nào? Chip Boy 21. À rồi, ăn được bãi vàng của Maxi. Cố gắng mà lấy tham của ấy đi. Của ekip đi. Chip Boy thừa nhiều vàng bơm đi em. Vàng bị rốt luôn cả chém vào trong. Nô 1, 29, bị bờ đi rất rát. Có vàng cho đi, Chip Boy nó thừa nhiều vàng lắm. Rồi, 200 là được rồi. Cái E trên cùng kìa đang bị chém kìa, lô 1. Rồi, có cùng A bắt đầu lở ở trong. Hở nhá. Phi mệnh. Rồi 4 bay hốc rồi. Phải ca thì mới giã được bay được cái hốc đường Bi này. Vâng, mất một tên đạo dân ăn vàng không sao. Bây giờ thì bắt đầu ra ngoài và quản để con ca đấy phá con đâu đi tìm dân quân đi tìm dân của Bi đi. Cứ để con ca đấy phá ruộng trước. Phá lát hết ruộng đi. Đi tìm dân chạy ra ngoài của Bi. Quản Bi thật rát vào. Tôi sợ Bi sẽ gom toàn bộ quân của mình lên ốp lô 1 luôn đấy. Vâng, bây giờ thì dường như là Max C của game thủ E cũng đã fit rồi. Dường như là Halo 1 cũng đã mất do BB đẩy lên luôn rồi.
Đúng rồi, như vậy. Bờ quá khỏe. Bây giờ thế là tất cả mất nhà á, thì team Maxi nó làm loạn luôn. Truy mệnh 23. Tham Lai chỉ cần thôi. Chia sẻ là Tham Lai còn nhiều ông em 19. Vâng, ăn hoang được là được rồi. Cố gắng làm sao tích nhiều lạc đà vào. Chị mệnh vừa ăn được một đạn tuân dân mùa 4. Đúng rồi, phải thế. Chị mệnh nó dỡ hết nhà mùa 4 đi rồi. Hai mươi lăm của chị mệnh và một gọi là cũng có đạo chém như thế này là cũng có số của má rồi. Mình mé của lớp 1 lại mất tham đâu, còn 16 này. Lớp 1 mà khi mà rơi vào cái thế mà chạy nhà thì một thế không phải là khỏe của game thủ lớp 1. Vâng, mất ngay hai chém. Sang trên này chém thì cũng chưa biết thế nào. Vâng, Maxe còn nguyên tham kìa. Tham vẫn to thế. Vâng, rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Skyred ở xe đấu này. Trong khi đó thì quả đầu của chim sẻ này các bạn có thể thấy xấu lắm. Làm sao mà ép sớm mà chém phũ à khỏe được. Persian của xi măng thì cực khỏe thời điểm đầu nó đi luôn 1. Và màu 1 cũng đâm y luôn, màu 2 cũng đâm y luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo.